Ngày xưa là anh đánh giày ở trên cái mạn Hồ Tây ấy. Vi béo ngày hôm đấy là đang đi chơi cả người yêu. Đấy thì cái thời điểm đấy là đang yêu một thằng. Hai đứa thì lượn ở cái chỗ đường Hàn Quốc ấy. Là đứng đấy ôm hôn hít nhau. Đấy thì lúc đấy mình mới ra mình hỏi người yêu của Vi béo là: "Anh ơi, giày hơi bẩn, anh có muốn đánh giày không?" Thì nó mới đưa giày, nó bảo có, nó đưa giày cho mình đánh. Thì cái lúc mà tôi ngồi xuống tôi đánh giày ấy thì mình mặc cái áo sơ mi nó kiểu như này, cổ áo nó hơi rộng, là nó hơi trễ này. Vi béo nó nhìn xuyên qua, nó nhìn thấy ti tôi. Nó nhìn thấy ti tôi xong rồi kiểu nhìn thấy cả cơ bụng sáu múi các kiểu, là nó kết, là mặt thì đẹp trai. À, cái lúc đấy mình đã nghi nghi rồi, cái lúc mình đánh giày xong cho người yêu Vi béo xong ấy. À, Vi béo nó trả tiền. Kẹp ở trong đống tiền đấy là một cái tờ giấy, thì mình mới dở ra. Mình dở ra thì thấy bên trong tờ giấy là địa chỉ nhà kèm theo cái số điện thoại. Thì lúc đấy mình cũng chưa hiểu gì, mà bảo đánh giày thì em chỉ lấy có 10.000 thôi, mà sao chị lại đưa cho em 60.000? Mình vẫn không hiểu vấn đề, đây bảo cứ cầm đi không phải trả lại. Thì mình mới cầm. Thì hôm sau mình mới gọi điện cho cái số điện thoại mà ở trong tờ giấy ấy. Thì ở bên kia là Vi béo nghe máy. Thì vừa nghe máy phát mình bảo: "Ơ chị ơi, em là Nam đánh giày ở Hồ Tây, hôm qua chị đưa thừa tiền cho em định gửi lại chị." Sao tự nhiên khóc: "Em ơi, chị vừa chia tay người yêu, chị đang buồn quá." Rồi rồi mà đối với một người con gái buồn ấy thì tính tôi thì lại thương người, thấy con gái buồn thì mình kiểu an ủi thôi. Mà an ủi thì Vi béo thì nó bảo là bây giờ kiểu nếu mà an ủi qua điện thoại là chưa đủ, bắt mình phải đến, lấy lý do là mình phải đến trả tiền thừa. Con mẹ, mình đến mình trả tiền thừa. Trong đời thì thằng con trai nào chả mong một lần bị con gái hiếp dâm, thì tôi cũng mong như thế. Mà nó hiếp dâm tôi trượt thì tôi phải tìm đến để cho nó làm lại. Đầu tiên là cái lúc vừa vào nhá, tôi nói cho mọi người luôn, ngồi ở ghế ra, xong rồi Vi béo rót cho tôi cốc nước ấy. Uống vào tôi tự nhiên là đầu óc nó cứ quay cuồng, cứ nước lọc thôi. Quay cuồng lắm luôn, và xong rồi mình thiếp đi lúc nào không hay. Thì mình cứ nghĩ là mình kiểu mình đi làm mà mình đi làm vất vả quá, mình mệt, xong rồi về ngủ quên. Thì dậy nhá thấy chăn đang đắp lên tận cổ. Quần thì vẫn mặc nhưng mà áo là đéo thấy đâu. Lúc đấy là tôi nghĩ là tôi bị một cái gì đấy đó liên quan đến vấn đề là hành vi sơ soạn rồi. Lúc ấy khóc, dậy đã khóc rồi. Anh thiệt là cờ quá, tôi sợ cái gì? Thì sẽ đối đãi với anh tốt mà. Tôi nhớ mãi là cái lúc đấy là như này, tôi khóc được một lúc thì Vi béo mới bắt đầu mở cửa ra, bạn bự có bê lên một bát cháo gà thì dí vào trước mặt tôi bảo: "Ăn đi mà hồi sức." À, xong rồi vỗ vai tôi bảo: "Vừa nãy là em xin lỗi, em không làm chủ được, nhìn anh ngon quá mình nghe đến đấy mình lại càng khóc, tôi lại càng khóc các bạn ạ. Bảo bây giờ em làm nhảy chết anh rồi, vậy anh giữ đến thời điểm hiện tại là bao nhiêu năm rồi, anh chỉ định là sẽ trao cái này cho một người mà anh yêu đúng vào dịp cưới thôi." Thì Vi béo bảo: "Yên tâm đi, em cưới anh." Thì may quá Vi béo nó nói cái câu đấy thì mình mới yên tâm. Đúng rồi, Vi béo ngồi xong rồi lúc sau Vi béo ngồi hút thuốc này, không phải buồn, yêu nhau vài năm nữa thì em sẽ cưới anh, đúng kiểu như thế luôn, đúng kiểu như thế luôn. Vi béo nó như thế là nó cũng tốt. Tôi cũng đéo biết là Vi béo nó tốt đến đâu, nhưng mà ít nhất là nó đã từng cởi được cái bộ quần áo của tôi xuống, thì nó mặc lên cho tôi cái bộ quần áo cưới. Hehehehe